Em chạy ra chỗ sáng đi, em chạy ra chỗ sáng đi. Con hai kia chạy đi, chạy đi, chạy đi. Wow! Có công an kìa. Xác với công an lần thứ á mẹ. À, cái nhà của mình nè mọi người à. Ai biết nhà của ai, chắc nhà của mình mới về nhà mình chứ, tự nhiên nhà người ta quẹo vô đậu như đúng rồi vậy. Đúng như cái ổ khóa. Rồi khóa cửa rồi. Là mình phải đi tìm chìa khóa. Ờ. Tụi thu vậy tìm kiểu gì? Thì em tìm đi, game nó vậy mà. Đi coi vào đây được. Thôi anh nghĩ là không nên vô nhà đâu em ơi, mình đi ra. Mình đi về nhà, mình đi về đi chứ, cái nhà này thấy ghê ghê sao á. Thôi ghê lắm, bỏ đi. Ga end game đi, chơi game khác. Ủa, anh rồi. Mình ra là mình xong game luôn rồi đó mọi người ơi. Thôi em đừng nhìn vô nhà, cái nhà này ghê lắm. Nhưng mà, ở ngoài có cái gì đâu mà nhìn. Kìa, đi qua nhà bà hàng xóm đi. Ship nè anh em. Vé máy bay đúng rồi, đây vé máy bay. Rồi làm gì nữa, thắt ôi. Tiến khát nước quá vậy ta. Em uống nước không? Ok, để anh lấy nước cho. Ủa, cho mình chạy rồi, vậy là cái nhà này bị ám rồi. Em chạy được rồi. Game. Ok. Vậy là chúng ta đã phá đảo được game rồi anh em à. Nhảm vậy. Yeah. Được, anh phải đi kiếm nước uống mới được. Anh kia này là sao nó nói gì vậy? Em đi từng phòng để hơi hụt phòng nha. Nghĩa là mình bỏ cái phòng đó, lỡ cái phòng đó nó có gì á. Thôi, anh thấy giống rồi đó, giống lắm rồi đó. Mạnh mẽ lên hả? Đâu, tôi đâu gì đâu. Tại vì ngồi trước này lạnh quá, để cho bóng chơi, mọi người nhìn bóng rõ hơn. Sách ma, à sách ma, nhầm. Ok, nhầm, dưới bếp, mọi người bỏ dưới bếp. Ai nói gì vậy? Em nói hả? Đâu có, sao anh ở đây giờ? Anh hả? Anh cho mọi người nhìn em cho rõ. June 6, 1999. My hands are shaking as I write this. Maggie's gone. Michael's gone. And Gary's gone too. At least the man I love is. It's just me and the monster living inside Gary. Xuống sách đen thui vậy? Mở đèn.
lại đọc sách cho đỡ sợ. Đúng rồi, đọc sách. Đi ra ngoài. À, nó mở cửa rồi. Ôi. Cái này mới là một cuốn sách đấy á. Em bị xúc gì ra nè. Sao rồi? Em không biết nữa, tự nhiên bà cạp vô mặt mình cái xong rồi tôi thua luôn. Má con này nó đau bụng đẻ hay sao em à? Sao lưng? Cái gì? Con lúc kia là mở khóa. Who the fuck are you? All you do is drink. You're a monster. Can't live like this anymore. Đừng ngon nữa, đủ rồi. Đi tới cửa phải kìa, cửa phải em ơi, cửa phải. Ui. Anh em à, tự nhiên buồn ngủ nghe, qua định ngủ không biết. Chơi búp bê không? Thì con này cũng nhìn cũng ghê lắm. Chơi khác thì đừng chơi búp bê. Chơi gì? Chơi gì mệt á. Xuống anh đi toilet đó nha. Sao vậy? Không, anh ngồi đây đi. Anh ơi, đi. Vậy là em lấy cái răng của bà à? Chị bả kia ăn gì mà chạy. Không, chạy được. Ủa, bà kia nha. Chạy chết. Không chạy được. Làm sao chạy bà? Má
gan thiệt, đéo chạy luôn anh em à. Nó không chạy được. Chơi game ma đéo chạy luôn. Nó không chạy được. Chơi game ma mà ma gược đéo chạy luôn. Ủa em chơi game này em không sợ hả? June 6. Sợ. 1986. Sợ ma. Anh thấy game này đúng bình thường luôn á, gì đâu sợ trời. Ê! Gì vậy? Cái kia! À! Anh đừng có đạp em, anh đạp em. Anh bị con kiến nó cắn. Anh chơi à? Thôi, cuốn này ghê quá à. Em cũng sợ à. Anh chơi... nghĩ là sẽ bị được á. Anh chơi cuốn này đi. Thôi! Cuốn điểm sợ à. Anh chơi đi, anh. Chơi đi, anh ngồi đây mà, gì đâu sợ. Mấy cuốn này bình thường. Em tập chơi cho quen, đừng có chui nữa, chui hoài vậy. Em sợ. Đúng rồi, cái phòng đó. Bà hát kìa, đúng không? Hát dở quá. Nó nằm ở trên cái tủ, cái gì? Nó nằm ở trên cái tủ. Đưa trên thử. Dưới nhà tìm đường ra đằng sau chiếc gương. Đường ra đằng sau chiếc gương. Trong tủ dưới lầu. Từ từ đã. Trong tủ dưới lầu. Trời. Chạy em ơi, chạy em ơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Bà đã đạp vô mặt mình rồi. Bà rên dữ người ta, bà chơi cái trò gì bà rên ghê. Bà rên dữ gì trời. Ai làm cái gì mà bà rên dữ. Ai làm cái gì bà trời. Cái radio. Trời ơi, bật á hả? Ai bật? Em bật đâu. Bà kìa. Đồ sao vậy? Thì anh là ông sùm á. Ở đâu vậy? Đi lại cửa đi. Anh đi đi. Ủa vậy mình chết nữa hả? Chết nữa rồi, mình mới vừa vô được đó mà. Cái bà quỷ này. Chụp tiếp, chụp tiếp. Chụp chỗ nãy. Chụp bà. Ôi em chụp không được. Trời ơi, muốn rụng tim luôn á. Sao mà chạy vô phòng mình trốn, hợp lý. Ê bả kia, chạy vô phòng chốt, chạy thẳng trống giống luôn. Bả đâu? Bả đứng dưới á, anh mới thấy. Bả đứng dưới mà chạy lên đi. Vô phòng chốt em. Ông ơi, ông ơi. Chui 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 chui. Chui 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 bóp. Chui. Ê được rồi. Từ. Em thở cái đêm sợ. Hay là mình chụp bả xong mình chạy vô đây mình trốn. Tiếng thở kìa, bà thở kìa anh. Bà thở chắc bà ở đâu rồi á. Ê kìa. Chạy. Tất cả chạm dây. Lên lên lên. Nó xin. Rồi sao? Mình chụp bà rồi á. Bả trong phòng mình luôn rồi. Em ơi, ơi bả vô hả? Bả vô em ơi, nó bay. À, bả kia. Bật ra. Bây giờ đây. Anh không có bật được cái đèn đấy. Lên rồi mà. Anh chụp bà cái anh chạy. Ê nghe tiếng. Nghe ở bãi đây bà kia. Ủa, không chạy bật cái gì? Sao anh mang cơ phải lên bật đèn mà. À quên. Anh chạy trước đã. Anh nghĩ là chụp được bà rồi, tiếp mình lập tấm hình lên coi thử. Rồi bà đi đã. Bà vô đây bà làm gì này vậy ta? Đây bà chạy. Bà đứng ở cái góc
góc này nè. Ờ bữa đứng ở góc đó. Để phải coi kỹ gì để hiểu. Có không là thấy. Không. Sao đèn chớp vậy em? Sao đèn chớp vậy em? Trời ơi. Ủa anh trốn rồi hả? Anh trốn kịp rồi hả? Má game gớm thiệt. Chơi game này 12 giờ đêm chắc chết luôn á. Nó thở nó. Bây giờ không có chỗ trốn, bây giờ sao? Ừ toilet 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 toilet. Toilet. Toilet không trốn được luôn anh em à. Bả lên em, bả lên em, bả lên, bả lên, bả lên. Đúng không? Đúng không? Ghê quá à. Nhưng mà không ghê, nhưng mà anh vẫn muốn giải được chỗ này luôn á. Ok, tuần sau mình với Bóng sẽ chơi tiếp cái game ma này cho anh em xem. Bây giờ sẽ chắc là chơi một trận PUBG hoặc là Liên Minh. Bye bye em nha. Uống nước cái về kìa.